Vâng, xin chào tất cả mọi người đã quay trở lại với kênh Nông Trại Hoa Kiều. Hôm nay thì em đang đi làm một cái trại chăn nông hộ, tức là nuôi tư nhân đó mọi người, tầm khoảng 300 con. Thì đây là các sân nhựa, nói chung là anh chủ trại này đầu tư cũng khá là tốt. Còn đây là anh sử dụng cám ca ghiêu. Nói chung là khi quay là trúng vào buổi trưa, cho nên là em cũng hạn chế nói chuyện, gia đình đang ngủ. Vì trại nó thật sự là chưa thấy cái trại nào nó sát gia đình như thế này, tức là sát nhà ở. Nhưng anh nuôi đã lâu rồi, thì nói chung là gia đình cũng phòng dịch tốt. Này là ống nhựa. Còn đây là đầu thợ đang làm cái ống nước để bắt cái dòng mát. Ở đây thì em sử dụng là ống 27, khoan lũa là 2 ly. Là khoan một lũa. Nói chung là 2 đến 3 ly đều được hết mọi người. Tùy theo cái độ dài, tức là độ rộng của trại đó, độ dài của dòng mát. Thì kích khoan thì chúng ta cứ khoan khoảng 15 lũa, 15 xăng một lũa. Cái này thì em quay sơ thôi. Còn khi nào hoàn thiện hết thì em sẽ giải thích. Em sẽ hướng dẫn giải thích cho mọi người tất cả. Nếu anh em nào ở xa hoặc là chúng ta không có điều kiện kêu thợ thì chúng ta cũng có thể là tự làm, thì cũng không có gì khó cả, chủ yếu là anh em nhìn và hiểu. Thì ngày mai nữa là em làm xong công trình này thì em sẽ vừa làm vừa giải thích hết mọi người để mọi người hiểu hơn khi để làm. Thường một số anh em làm mà không hiểu thì khi bắt lên nó vẫn là ra nước nhưng mà nó không đúng theo tiêu chuẩn. Thì ở dưới sẽ là một cái ống 27, chúng ta khoan lũa và ngửa lên. Còn ở đây là đang anh em thợ đang xẻ hai một cái ống lớn phía trên để ập xuống nữa. Còn bây giờ em xin mời mọi người xuống cái trại nhỏ phía dưới. Anh này có hai trại, trong gia đình có hai trại. Đây là trại nhỏ hơn, em đang làm trại phía trên, vừa xúc xong. Rồi đây là con nái mọi người. Nói chung là con nái này cũng già rồi, cho nên là bây giờ sức đẻ yếu rồi. Nhưng mà cũng là một cái kỹ vật để khởi nghiệp của gia đình, bắt đầu chăn nuôi, cho nên là anh cũng chưa có bán. Và đây là cái giống heo, gọi là giống heo CB đó mọi người. Chắc là một số anh em mà nuôi CB thì cứ nhìn sẽ biết. Giống CB thì không to, xương to, đùi to, nhưng mà vai thì không lớn lắm. Sau cái dòng năm sau thì dòng CB này thịt đám không bằng mọi người. Nếu mọi người nuôi năm sau thì cái giống năm sau sẽ là xương nhỏ mà là thịt này nhiều, cho nên là thương lái sẽ thích mua hơn. Đặc biệt ở đây nếu mà mọi người bán năm sau mà thương lái chỉ cần hỏi là giống heo gì thôi. Nếu mà nói giống năm sau thì sẽ có cái giá chuẩn luôn, không cần xem video. Tất nhiên thì cũng tùy theo khu vực cho mọi người. Đó, hiện giờ thì miền Trung vẫn còn mưa. Em đi làm hôm nay là không vô trại nữa. Đi làm cho nó xong cái trại của anh này luôn. Thì anh xúc cái trại dưới rồi còn làm luôn cái trại này. Thật sự thì em chuyên về thịt. Còn nái thì em rất là ít tiếp xúc. Nhưng mà nhìn ảnh làm rất là đơn giản, ảnh để đây. Bởi vì con nái cũng hơi già nên đẻ được 7 con thôi. Và nhìn ảnh làm khung và để ở giữa thì cũng đơn giản lắm. Nhưng mà trước sau thì cũng phải bán con nái này thôi, bởi vì nó già rồi và nó chiếm chỗ, nó không hợp lý nữa. Ở đây anh có treo bóng đèn ấm á. Còn bây giờ là mời mọi người vào bên trong cái trại mà em đang làm, để em có thể giải thích sơ cho mọi người một số cái vật dụng bên trong. Video này thực sự thì em chưa có chia sẻ gì nhiều cả, chỉ là quay cho mọi người xem và lấy thêm cái động lực để làm thôi, để chăn nuôi. Còn đây là những hình ảnh bên trong cái trại nhỏ của gia đình. Thì ở đây đều thợ cũng đang làm ở đây. Thì sẵn nhân dịp em lên đây, em cũng quay sơ lại cho mọi người tham khảo những cái mô hình nuôi tư nhân nhỏ mà chúng ta muốn lên lạnh. Thì đơn giản thôi, thì chúng ta sửa lại, chúng ta cắt bỏ bớt cái những cái phần mà chúng ta xây cao của cái tường ngăn ấy. Thì chúng ta tính cái độ cao la phong và bắc la phong thôi, còn quạt và gắn quạt vào.
thì cái quan trọng là chúng ta tính khoảng bao nhiêu quạt cho nó hợp lý. Thì ví dụ như tùy theo độ rộng và độ dài mà chúng ta tính sao cho nó hợp lý với là cái trang trại của chúng ta. Thì ở đây trại của ảnh hồi xưa ảnh xây theo cái khuôn đất của nhà nó không có vuông vức, cho nên là phía đầu dàn mát thì nó rộng mà có phía dàn quạt thì nó hẹp lại, và bên đây là xây vách tường lên đấy, nó cam queo chứ nó không có được cái vuông vức. Nhưng mà chúng ta cũng sử dụng theo cái cách thức làm hợp lý thôi. Còn tính quạt thì ở đây em tính là 3 quạt tùy cái độ rộng của cái vách cái đầu này, thì chúng ta thấy 3 quạt là vừa rồi. Thì quạt đây là cái quạt người ta gọi là full inox, cánh bom đây mọi người, cánh bom tức là cánh sợi đây. Rồi đây là cái bánh tì bằng nhôm này, cái motor là Fusini, hàng bảo hành được 18 tháng. Thì đây là quạt một pha, chúng ta xài 3 quạt, motor là 1 ký mốt. Ở đây thì có những cái chúng ta cái gọi là bật cơ đấy, khi mà chúng ta rửa quạt hay là làm gì đó thì chúng ta kéo cần này lên đấy. Thì quạt là chưa được bắt vào cho nên là chưa có điện. Còn bên đây là chúng ta sẽ làm bật hông chứ không xay, chúng ta xay một bên thôi. Đây thì cái dàn lá phong mà chúng ta làm như vậy đã nẹp lên, chúng ta dùng cước đen thôi, chúng ta kéo căng cho, bởi vì trong môi trường trong cái chạy kính á, vỏ heo nó rất là dễ bị oxy hóa, cho nên trong này chúng ta làm những cái nào mà nó ít có sắt thì tốt, sắt nhiều thì dễ bị oxy. Còn đây là những cái dàn vỉ của ảnh rất là chắc chắn, thì cái độ rộng vỉ cao thì khoảng 80 cm, còn rộng vỉ là ở đây khoảng 6 cm là hợp lý rồi. Món ăn ở đây mương tắm thì cũng chuẩn, nhưng mà ở đây ảnh không có xài cái đỡ ống xả đây. Còn đây là bật thái, bật để làm bật hông, bật này nó giá hơi cao nha mọi người. Cái này em có quay video sơ rồi. Đây là phong, đây là la phong, đây là đội thợ chuyên nghiệp Nguyễn Nguyên Rột, lăng và đẹp. Bên đây thì chúng ta còn làm một cái bèo nữa. Đấy, nhìn xuống phía dưới anh làm đang cái anh đang chuẩn bị xây cái hồ đây. Anh xây cái hồ rồi. Hồ này sẽ lắng phân lại, mục đích là lắng phân đây. Rồi chuẩn bị em cũng sẽ làm luôn cái trại dưới. Anh xúc heo xong rồi chúng ta làm trại dưới. Ở đây cũng quay sơ cho mọi người xem thôi, những cái mô hình mà nhỏ nông hộ. Quen coi mấy cái trang trại rồi, nó lao đi làm nông hộ bữa. Chập nó đợi hai chồng gia chủ ngủ trưa rồi. Lát rồi hai chồng gia chủ ra mình nói chuyện cho vui. Heo đẹp quá, giống CB. Heo này chuẩn bị xúc được rồi. Đấy. Còn đây là con nái, con nái khởi nghiệp của gia đình. Đấy, cho nên anh không có bỏ. Heo đây là nuôi heo con, mua heo con về nuôi nhưng mà heo nái vẫn để. Tức là khởi nghiệp mà. Có tới lăn lủng không nghe? Không lủng đâu, 2,5 không lủng đâu. Dạ, để phụ với anh em xíu đã. Đấy. Và tổng chi phí cho lên lệnh một cái trại như vậy là tầm khoảng 40 triệu nha mọi người. Đấy, tính luôn thợ hồ á, công cán tắc tặc. À, sắt thép chưa tính, sắt thép nữa lên thêm á. Vật tư mình 30 với hồ nữa là 40 đống rau ý. Măng có nói chung thì vật tư là khoảng
Nếu mà lên lạnh như là khoảng 35 triệu. Có máy, có mát rồi này kia. Chỉ còn phần thợ hù thì cho là thợ rồi này kia hết là khoảng 5 triệu đi. Là 40. 40 còn tiền xét nữa thôi. Xét thì có tiền thì làm tiếp nha anh chủ đây. Còn không có tiền thì làm xét mì là rẻ rồi. Nấm xịn. Nấm nành, nấm tóc đây. Không cần phải bắt dài như vậy. Thưa ra được rồi. Rồi cái hai lần sai đó.